Xin chào quý vị và các bạn. Cửa hàng Minh Outdoor ở Đông lại có một mẫu ly khủng giới thiệu đến các bác. Khủng thật sự luôn. Nó là dòng Sansui AUD 707X, 607X, 707X và 907X. Con này nó thuộc dạng cực kỳ nặng và gấu. Bốn tụ lọc bên trong, anh em có thể nhìn thấy đây. Đó. Nguồn xuyến to đùng luôn. 8 con sò than bám vào tản nhiệt. Cái dòng Sansui thì sò nó cứ hướng mặt lên trên nên là nó sẽ bụi bặm. Hình thức còn rất mượt mà, cứng cáp. Mẫu ly này cửa hàng tôi bán giá bộ 9 triệu đồng, 9 triệu đồng các bác nha. Sansui 707X. Nó có 707X để cát. X để cát thì nó khác cái gì? Nó khác hai cái chỉ vàng, khác có A cộng B. Loại này thì nó chỉ thiết kế A hoặc B. Lao lướt này, bát chép nó có khoảng cắt tần. Và khi sử dụng anh em sẽ để sáng ở tôn nhạc. Tôi đang chạy tín hiệu đường CD. Con âm ly này nó chiến hết các loại loa. Anh em nha. Loa Mỹ, loa Nhật, gấu nó đánh được hết. Bởi vì nó khỏe mà. Đánh khỏe và hay. Có nghĩa nội lực của con âm ly này nó khỏe. Nó như là một con trâu, trâu trọi ấy. Con to khỏe. Nếu mà thích nó sắc màu hơn nữa thì các bác có thể nhuộm thêm tí màu nó vào da nó, giống như kiểu là cho thêm nó tí lọc nhạc vào thì cho nó giải âm, nó sẽ biến đổi đi một chút, cho nó mềm mại hơn một chút. Còn những cái loại loa như các bác đang nhìn thấy, loa bát 35 hai đôi vào thằng này nó nhít hết, nó chén hết, nó nuốt trọn luôn. Đấy là cái nội lực của con Adobe này nó có được để xử lý những cái đôi loa kiểu như thế này. Giá là 9 triệu không bao ship. Và đây là thông tin địa chỉ của tôi nhé. Nó làm mạ đồng đó. 320W, số series là 3101. Loa A, loa B, trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Các bác nhìn thấy lấm tấm đây không phải là nó rỉ nhá, không phải là rỉ đâu, mà có nghĩa là nước sơn người ta dán băng dính vào, đến lúc bóc ra thì nó bị cái lớp mạ nó bong đi, nó thành lấm tấm đấy. Bãi zin, sò zin, nguồn zin, tụ zin, đó là những điều cơ bản của sản phẩm. Nặng như cối đá. Bề ngang con này tầm 47 cm, còn chiều cao tầm 16, bề sâu phải tầm 40. Nó là một mẫu ly to khủng và nó chiến rất nhiều loa, nhạc gì cũng chơi vào loại âm ly này. Đánh ra chất của những đôi loa gấu Onkyo, Diatom, Yamaha, Pioneer thì quá dễ rồi, có nghĩa những dòng loa cứng đầu vào em đó xử lý hết, phải nằm xuống cho em nó chơi hết. Mời các bác nghe to rõ hơn. Bát chép tôi đang để giữa, lao lướt tôi không bật. Khi ta đến bên nhau, hình dáng gió. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu, chỉ riêng em. Hôm qua tôi cũng đã giới thiệu một con âm ly Sansui, đó là 7.900, con kia bán giá 12.500. Kia 8 sò sắt, con này là 8 sò than. Hai con đều thuộc loại cực khỏe, nhưng nó có hai triết lý thiết kế khác nhau. Đó là cái dòng âm ly này lúc nào nó cũng chỉ ghi công suất rất thấp nha, công suất tiêu thụ điện. Như những cái dòng này thì nó ghi công suất tiêu thụ điện cao. Còn độ ra loa, công suất ra loa nó xem nhau, nó đều có những cái tiếng căng rõ ngọt như nhau. Và cái con này á, thì dòng X thì nó mềm hơn bởi vì nó thiết kế có A cộng B. Nếu còn dòng X Decat con này thì các bác cứ xác định 14-15 triệu nha, có nghĩa chênh nhau giá rất cao luôn. Con này tôi đang bán 9 triệu đồng. Nếu mà con này đẹp xuất sắc thì xin mời nó là 11 triệu, xin mời 11 triệu anh em ạ. Nó giá của dòng 707 nó còn cao hơn cả dòng 907. Vào lời ong bướm, đó là hố sâu, là cằm bẫy tình yêu.
dòng 707 thì nó có 2 tụ và 1 nguồn. Con này 4 tụ lọc, nguồn xuyến to, nặng gấp đôi con 707. Tôi sẽ cho tí lao lướt để anh em cảm nhận thêm. Các bác nếu mà muốn nghe kỹ, nghe rõ phải nghe qua bộ dàn âm thanh nha các bác, hoặc nghe qua tai nghe thì mới cảm nhận được rõ tiếng bát. Còn cái nhạc tôi đang mở đây, nhạc rất thiên về bát. Nhạc có nghĩa nhạc liên khúc, nhạc điện tử nó phối. Bát đánh mạnh, như các bác nghe qua điện thoại thì nó sẽ phèn phẹt ra, nó chả ra gì đâu, chỉ nghe rõ lời thôi. Đặc thù là nghe điện thoại nó thôi. Quay về đi em ơi, em đã sai hay làm lại từ đầu? Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Cảm nhận tiếng bát nó đánh kinh khủng không? Nó hay thật sự thì mình phải dành lời khen, chứ không phải là cứ khen bừa. Và nó chỉ có giá 9 triệu các bác nhá, 9 triệu đồng mà nó hay như thế này. Không khen thì còn chê nó ở đâu? Chê nó ở điểm gì? Chắc chê nó chắc vì ghen tị với nó thôi. Nó đánh tiếng nào ra tiếng đó. Chào, hẹn gặp lại anh em. 9 triệu Việt Nam đồng giá tại cửa hàng Minh Auto ở đâu rồi thôi. Các bác muốn tôi 3 ship thêm 300 nữa với con Omni này nhá. Con Omni này nó nặng lắm nên tiền ship sẽ mất nhiều, và đóng thùng con này khá mất, nó to lắm ấy. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.